Hello cả nhà. Hello cả nhà. Hello Linh Châu, chào anh Ryan. Chào cả nhà mình. Hôm nay live có mình Tâm Phạm. Hello Tâm Phạm. Chào Tâm Phạm, chào cả nhà mình bên YouTube của Trầm Hương Nguyễn với lại Facebook của Trầm Hương Nguyễn. Hello Hà Nguyễn. Chào cả nhà mình bên Trầm Hương Nguyễn 2 nha. Bữa nay không có lên, không có bán trầm tại vì chắc cũng phải sau cái phải hết tháng 5 này mới lên lại bán trầm lại. Hello đạo diễn Cường Ngô. Hello Minh Đăng. Cảm ơn Minh Đăng nha. Đọc cái tin nhắn của em mà rớt nước mắt. Ngay lúc chị làm show thì ngay lúc anh Tiến vậy nữa thì em đi Việt Nam buồn. Em về Việt Nam chừng nào qua Minh Đăng, khi nào qua? Cảm ơn em. Chị cũng đỡ đỡ rồi, thương nhất là chị Phương, vợ của anh Tiến với lại bé Mèo. Tại bé Mèo mới có 4 tuổi à. Còn quá nhỏ để hiểu biết cái chuyện gì xảy ra. Thương lắm luôn á, tối là bé Mèo là giống như là đi tìm bước chân của ba để đi theo á, tìm bước chân của ba để đi theo á, thấy thương lắm. Vì em mới có 4 tuổi nên em chưa có hiểu nhiều và chưa có biết được cái sự mất mát đó, cho nên khi nói chuyện thấy thương. Hello cả nhà, chào cả nhà bên trang fanpage Trầm Hương Nguyễn 2 nha. Mà đã vậy thì ngay cái lúc cái thời điểm mà cái show ngày 31 tây tháng 5 này diễn ra đó là cái show Ánh Sao Đêm. Mà cái trang Facebook của Hương Nguyễn là bị phá hoại luôn. Bị phá hoại luôn. Cái trang cá nhân của mình mà nó cũng hình của mình đăng mà nó vô nó lem hình mình nó phá tùm lum á. Nó ẩn nó phá tùm lum á. Cũng không biết sao mà chán ghê. Nè. Trang cá nhân của mình mà nó cứ lem bản quyền, hình của mình mà nó cứ vô nó lem bản quyền không à. Chào Yên Nguyễn, chào Ngô Thùy. Cho nên là có nhiều người vô xem thì mới thấy thôi, chứ là Hương Nguyễn like là nó không có thông báo luôn. Cái trang bay 2 Trầm Hương Nguyễn 2 nó cũng không thông báo, mà cái trang cá nhân nó cũng không thông báo luôn. Có em Hằng nè, có rất nhiều người cũng hello Vi Đinh Xuân. Có rất nhiều người cái yêu thương giống như là anh Đức Tiến, cũng giống như là chị Phương với bé Mèo, giống như là Hằng Hằng Ngô nè, mới vừa gửi cho thương em lắm luôn, qua đây là biết em với lại chơi với em chắc cũng 6 năm rồi, luôn luôn là lúc nào cũng thấy Hương mà thấy Trầm Hương Nguyễn mà gặp chuyện á là em đều gọi điện an ủi, xong rồi em biết là bữa giờ Hương Nguyễn bận nhiều cho nên là không có gọi, chị nhắn tin thôi, nhắn tin là hỏi là chị có khỏe không, em gửi yến để chị ăn để có sức khỏe để chuẩn bị cho những cái ngày sắp tới, là giống như là vì là ngày 29 tháng 5 là ngày lễ thăm viếng của anh
diễn viên MC Đức Tiến. Xong rồi tới ngày 30 là ngày để đi chôn. Xong rồi ngày 31 rồi lại là cái show Ánh Sao Đêm của Đan Nguyên Entertainment kết hợp cùng Trầm Hương Nguyễn để làm. Cho nên là em nhắn tin thôi chứ em cũng không có gọi, vì là em nói là biết là chị Hương bận nhiều nên em không có gọi. Xong em đem cho không biết bao nhiêu hộp nữa, nguyên đống này luôn. Em đưa chắc mười mấy hộp yến á, đưa cho vợ của đưa cho chồng của Hương Nguyễn để đem qua đưa cho vợ của anh Tiến uống cho tẩm bổ cho đỡ mấy ngày qua. Xong rồi đưa cho Hương Nguyễn nữa, đưa cho Hương Nguyễn nè, chưa uống luôn. Cảm ơn Hằng Ngô nhiều nha. Xong rồi em cũng gọi hỏi là, mà em á là một ca sĩ là MC, mà từ trước giờ Hương làm show là chưa có duyên để mà cộng tác, để mà mời em làm cái show nào trong chương trình hết á. Nhưng mà luôn luôn mà Hương Nguyễn mà gặp chuyện là em là cái người luôn luôn quan tâm hỏi, chứ không phải là ồ người ta làm ca sĩ, người ta làm MC xong rồi Hương Nguyễn thường xuyên làm show mà không có book em này kia nọ, em giận em hờn em thế này kia nọ là không có. Luôn luôn là chị em chơi với nhau là một cái khía cạnh khác, chứ không phải là nói về business. Cho nên là em hả luôn luôn quan tâm tới Hương Nguyễn, cái em nói là chị ơi vé bán tới đâu rồi, chị có ổn không, xong rồi đưa yến cho uống. Xong rồi đi vòng bạn bè comment ở dưới kêu là đi ủng hộ cho cái show Ánh Sao Đêm. Vì là giống như Hương Nguyễn nói đó, là bình thường là hai tuần cuối thì mới bắt đầu là người ta mới mua vé rất là nhiều, vì là người ta không có lên trước xa, người ta sợ là cái ngày đó người ta bận cho nên người ta sẽ không có mua vé trước nhiều. Nên là đợi tới hai tuần cuối show á thì họ mới mua nhiều. Thì thường thì hai tuần cuối show đó thì anh Đức Tiến sẽ lên với lại Hương Nguyễn là đi lên đài radio, lên đài TV, rồi lên live stream để mà bán vé. Thì bây giờ thì anh Tiến nằm xuống vậy thì có một mình Hương Nguyễn, là giống như là cho nên là Hương Nguyễn không có lên đài TV, cũng không có lên radio luôn, chỉ có lên live stream này để nói chuyện với cả nhà mình thôi. Rồi giống như là hiện tại thì cũng còn khoảng 20% vé, thì nếu như mà những anh chị em nào ở trong đây mà đi ủng hộ cho cái show Ánh Sao Đêm thì gọi cho Hương Nguyễn nha, gọi một số phone này thôi nha, 714-588-9989 để mà mình đặt vé. Chứ còn mà cũng có nhiều người cứ hỏi là ủa vé mua ở đâu, số phone mà gọi cho mình mà hỏi mua ở đâu nữa, thì Hương Nguyễn cũng nói là vé của cái show Ánh Sao Đêm này là chỉ có một mình Hương bán thôi, và cái show này là chỉ có là nam ca sĩ Đan Nguyên với lại là đại sứ hình ảnh độc quyền cho công ty Trọng Hương Nguyễn với lại Hương Nguyễn tổ chức. Cho nên là chỉ có một số phone của Hương Nguyễn bán vé thôi nha cả nhà. Đây là show Ánh Sao Đêm. Show Ánh Sao Đêm là với sự góp mặt của nam ca sĩ Đan Nguyên nè, ca sĩ Hồng Ngọc, ca sĩ Bảo Anh đến từ Việt Nam, ca sĩ Quang Lê, ca sĩ Lam Trường, ca sĩ Ngọc Huyền, ca sĩ Lâm Nhật Tiến, ca sĩ Phùng Ngọc Huy, ca sĩ Quốc Khanh, ca sĩ Nhật Tinh Anh, và có thêm 12 MC nữa là chị Giáng Ngọc và anh Vũ Quang Vinh. Rồi đạo diễn là Chem Ngô. Ngày 31 tây tháng 5 này nha cả nhà mình. Chào Trần An, chào cả nhà mình. Bữa giờ cũng có nhiều cái thông tin đó, bị rối loạn đó. Nhiều lúc bên truyền thông mà gọi cho Hương Nguyễn cũng không có muốn trả lời luôn á, vì là giống như là mình trả lời bên truyền thông một đường nhưng mà những cái Facebook có đi một nẻo, giống như là những cái Facebook đó là giống như là họ không hiểu về cái nguồn gốc, và cũng không biết là cái từ đâu mà người ta đưa cái thông tin ra là anh Đức Tiến là giống như là khi mất á thì giống như là cái tiền chung cất thì lên tới 80.000 đô, rồi phải kêu gọi quyên góp để mà tiền chôn cất, là cái điều đó là không có đúng. Nó là như thế này, nó là cái tại vì Hương Nguyễn bữa giờ không có nói nhiều, là vì là những cái gì người ta cho, người ta tặng những cái lớn á thì phải để cho vợ của anh Đức Tiến lên tiếng nói và gửi lời cảm ơn. Còn Hương Nguyễn lên đây Hương Nguyễn hay cảm ơn á là những anh chị em mà giống như là yêu thương Trầm Hương Nguyễn và cũng giống như là yêu thương anh Đức Tiến. Tại vì mỗi tuần là đều 6 giờ tối là thứ vào thứ hai và thứ năm là anh Đức Tiến đều live stream với lại Hương Nguyễn một tiếng đồng hồ. Cho nên là Hương Nguyễn mới hay cảm ơn mấy anh chị đó, là vì mấy anh chị đó không biết
không biết chị Phương thì mấy anh chị đó có Hương Nguyễn có người ta hỏi là người ta muốn gửi một cái chút tấm lòng yêu quý của người ta đối với lại gia đình nhỏ của anh Đức Tiến, thì Hương Nguyễn có đăng cái gieo lên là người ta muốn gửi một chút yêu thương gì đó cho gia đình của anh Đức Tiến á, thì người ta gieo thẳng trực tiếp vô cái số phone đó là của chị Phương, là vợ chị Bình Phương, là vợ của anh Đức Tiến và bé Mèo. Là giống như Hương Nguyễn có nhấn mạnh là chỉ có một số gieo đó duy nhất mới đến tận tay của gia đình nhỏ của anh Đức Tiến, chứ Hương Nguyễn không có kêu gọi mà giống như là để đưa cho mình hay là cái này kia nọ. Hương Nguyễn rất là ngại khi mà giữ đụng tới cái tiền bạc của người ta, và nhất là cái tiền bạc đó mình không nên đụng tới nữa. Cho nên là Hương Nguyễn có đăng cái gieo đó lên, nhưng mà không biết là có nhiều người lại giống như là cũng lấy thông tin sai sự thật, xong rồi cái đem đi đăng tùm lum ở Việt Nam. Có nghĩa là người ta cũng có ý tốt, người ta cũng có ý tốt là người ta muốn giúp và người ta kêu gọi, nhưng mà cái kêu gọi đó nó không có đúng ở chỗ là, có nghĩa là kêu gọi ở đây là cái gì, đâu cái đám tang của anh Tiến là có nghĩa là bên trung tâm của chị Thủy Marito, bên trung tâm Thúy Nga, và cùng với lại cái nhóm nghệ sĩ hội nghệ sĩ tâm linh, và cái nhóm của anh chị em bạn bè của chị Michelle, và cái nhóm đó là Trọng Hương Nguyễn là chơi chung với lại mấy anh chị em đó, là chơi chung một cái nhóm đó, thì cùng nhau mỗi người giống như là góp một phần, giống như là có người bỏ tiền, có người bỏ công để góp vào để làm để cho một cái buổi tổ chức nó được trôi chảy hơn, và nó sẽ được hoàn thiện hơn, thì mỗi người một việc làm, chứ không phải mà giống như là có nhiều người đăng lên là giống như là không kêu gọi để tiền chung cất, để tiền làm, thì cái điều đó nó không có đúng, là vì là cái tiền mà để mà kêu gọi á, là cái tiền đó là gửi một cái chút yêu thương gì cho gia đình anh Tiến và để cho sau này tương lai của bé Mèo đi học thôi. Chứ không phải là kêu gọi để mà tiền chôn cất, và vì cái đó là đã có những anh chị lớn đã lo hết rồi, cho nên là không có cái chuyện mà giống như người ta xuống người ta comment là cái gì người ta nói rất là nặng cái người anh của mình khi nằm xuống á, mình cảm thấy đau lòng, vì là cái do là cái người ta đăng Facebook á, người ta muốn giúp thôi, nhưng mà người ta không có cái câu từ người ta nói làm cho khán giả hiểu sai, làm cho người khác hiểu sai về cái ý của họ. Cho nên là Hương Nguyễn đăng mấy cái câu từ rất là đơn giản, là giống như là gửi yêu thương, thì giống như là có rất nhiều người giống như anh chị em nghệ sĩ gửi, và trong đó là có những khách hàng của bên công ty Trầm Hương Nguyễn, và cũng có những anh chị em cô chú nghe đài, nghe radio, nghe chương trình đó. Thì anh cô chú đó là tại vì anh Tiến hay lên đài radio mỗi tuần vào thứ năm với lại Hương Nguyễn, rồi lên đài TV, đài VBS là vào mỗi thứ tư, cho nên là người ta biết số phone của Hương Nguyễn nhiều, chứ người ta đâu biết số phone của anh Tiến, cho nên là người ta hay gọi cho Hương Nguyễn là để người ta muốn gửi một cái chút tấm lòng đến gia đình của anh Tiến, là cũng giống như là chị Phương với lại bé Mèo, cho nên là người ta hay gọi cho Hương Nguyễn, thì Hương Nguyễn cho cái số gieo thẳng trực tiếp cho của chị Phương, chứ Hương Nguyễn không có nhận gieo của người ta. Đó là người ta có cái tấm lòng người ta muốn gửi, chứ không phải là mình đi quyên góp giống như người khác nói và giống như người khác đăng lên, thì cái đó là một cái ý nó lại đi xa, nó lại khác nữa. Nên là Nguyễn cũng buồn, nói chung là anh mình nằm xuống vậy, mình nói vậy, mình thấy vậy, mình nghe cũng buồn đó. Trong khi nè, Hương Nguyễn đăng nè, đăng cái gieo nè, đăng cái gieo của chị Phương lên trực tiếp, thì chị ca sĩ Loan Châu chị cũng chia sẻ nè, có nghĩa là có rất nhiều người người ta thương yêu, thì người ta vô người ta chia sẻ cái gieo này ra, để thì nó chỉ có một cái gieo đó duy nhất thì nó mới đến tận tay của gia đình nhỏ của anh Đức Tiến thôi, chứ Hương Nguyễn không có đi quyên góp riêng hay là đi kêu gọi riêng, Hương Nguyễn không có làm cái điều đó, chỉ là đăng lên cái, và khi Hương Nguyễn đăng lên á là từng câu chữ ở trên đó, tại vì Hương Nguyễn, nếu mà ai biết được là chơi thân với Hương Nguyễn đều biết là Hương Nguyễn không có học nhiều, cho nên là Hương Nguyễn sẽ không có viết được những cái câu từ nó hay và nó văn chương nghe nó tốt hơn. Cho nên là khi mà cái câu từ mà viết ở trên đó để đăng cái gieo của chị Phương mà vợ anh Đức Tiến lên á,
thì là chồng Hương Nguyễn viết và đọc từng câu từng chữ cho vợ của anh Đức Tiến nghe, và mọi thứ ok, chị Phương nói ồ đăng như vậy 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 được là ok, thì Hương Nguyễn mới đăng, chứ Hương Nguyễn không có tự ý làm bất cứ một cái gì mà không hỏi ý vợ của anh Tiến. Tại vì cái người mà chính vẫn là vợ của anh Tiến là cái người người ta quyết định như thế nào, chứ mình không có tự ý làm. Mình không có tự ý làm khi mà không có hỏi ý kiến. Còn ở bên Việt Nam thì giống như Nguyễn nói đó, có nhiều anh chị em thương xong rồi đăng lên, nhưng mà họ kêu gọi, nhưng mà họ nói cái câu từ giống như là anh Tiến là cái kinh phí lên tới 80.000 đô này kia nọ, thì nó họ nói cái ý nó bị sai, cho nên là người ta hiểu sai về gia đình của anh Đức Tiến. Hello cả nhà mình, chào chị Ngọc Quyền. Dạ cảm ơn chị Ngọc Quyền. Thì đó, chị nghệ sĩ Ngọc Quyền, chị thấy có đúng không chị? Giống như là mình đăng cái gieo lên á, là để mình, thứ nhất là cái tiền đó nó không qua tay ai hết, và nó trực tiếp đi đến gia đình nhỏ của anh Đức Tiến. Khi người ta, và Hương Nguyễn có nói rõ là gửi một chút yêu thương, có nghĩa là tại vì có rất nhiều người, không phải tất cả là anh chị em đồng nghiệp nè, nghệ sĩ, diễn viên, rồi đạo diễn, rồi ca sĩ, rồi MC cùng nghề, tất cả những cái khán giả, những khán giả mà mến mộ anh Tiến, rồi tất cả những khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn mà gần 10 năm vừa qua anh Đức Tiến đã đồng hành với công ty Trầm Hương Nguyễn, cho nên là những người khách mua Trầm là người ta biết anh Tiến rất là nhiều, cho nên là người ta cứ nhắn tin liên tục là người ta hỏi là ồ người ta có thể gieo cho Hương Nguyễn được không, rồi Hương Nguyễn gửi cái đó cho gia đình anh Tiến dùm, cho nên là mấy ngày đầu là người ta hỏi rất là nhiều, và như 2 ngày sau Hương Nguyễn mới đăng cái gieo, là lúc đó là Hương Nguyễn mới hỏi ý với chị Phương, là vì Hương Nguyễn không có muốn giữ cái tiền đó, muốn là cái gì nó phải ra cái đó thì nó phải đi thẳng tới tay người ta, chứ Hương Nguyễn không có đi làm vòng vòng, cho nên là cái khi mà cái mấy người đó đòi gieo vô cho Hương Nguyễn là Hương Nguyễn từ chối hết. Hương Nguyễn đưa cái gieo của chị Phương thôi, cho nên Hương Nguyễn đăng cái gieo của chị Phương lên. Đó là người ta muốn gửi một chút cái món quà yêu thương, vì là người ta muốn làm nữa thì cũng sẽ muốn cho nữa, cũng không có cơ hội, không còn cơ hội để cho, vì là anh Đức Tiến đã nằm xuống rồi, cho nên là Hương Nguyễn mới đăng cái gieo đó lên đó. Nhưng mà giống như Hương Nguyễn nói đó, cũng có nhiều anh chị em là nói cái ý sai, người ta cũng có ý tốt nhưng mà nói nó bị sai mục đích, cho nên là anh Tiến lại bị người khác comment vô nói nặng nói nhẹ. Thì Hương Nguyễn đọc được mấy cái comment đó Hương Nguyễn buồn. Giống như hồi nãy anh MC Đỗ Thanh, là ảnh là bên đài Hồng Việt TV, lúc mà trước khi ảnh lên đài á, 30 phút ảnh gọi cho Hương Nguyễn, ảnh hỏi, ảnh nói là em ơi, anh cũng muốn góp một chút gì đó đến gia đình của Đức Tiến, thì anh đang lên live đài trực tiếp, anh còn 30 phút 20 phút nữa anh lên đài trực tiếp, thì anh muốn hỏi em là ảnh đòi là gọi điện cho Hương Nguyễn trực tiếp để Hương Nguyễn nói ở trên đài rồi ảnh phát lên trên đó. Thì Hương Nguyễn mới nói là ồ, thì nhiều lúc một ngày Hương Nguyễn nhiều cuộc gọi, cho nên là nhiều lúc ảnh gọi lại thì Hương Nguyễn lại bận phone thì không có bắt máy được. Cho nên là Hương Nguyễn có nói với ảnh là đúng là em cảm ơn anh đã làm cái việc mà giúp cho một người anh của anh Đức Tiến giống như là một người anh của em. Thì anh Đỗ Thanh, Hương của Nguyễn có nói rõ với anh Đỗ Thanh là như thế này, có nghĩa là những người mà người ta muốn gửi cái tấm lòng yêu thương đến gia đình của anh Đức Tiến thì người ta gieo thẳng vô cái số gieo đó, và với mục đích cái số tiền đó là làm giống như là làm để mà giống như là để sau này cho bé mèo đi học thôi, chứ không phải là kêu gọi để mà đóng góp để mà lo đám tang. Dạ không, cái điều đó không có đúng, nó không có phải, cho nên là giống như là nó do là cái người này đăng xong rồi người kia đăng xong rồi cái thông tin nó bị sai lệch, xong rồi người khác người ta cũng không có hiểu cái ý đó. Giống như là chị Hạnh Lê bên đài Vicao TV, thì chị Hạnh Lê là anh Đức Tiến là từng cộng tác với bên đài Vicao TV là hơn 3 năm, cho nên là chị Hạnh Lê cũng rất là thương anh Đức Tiến và cũng muốn làm một chút gì đó để giống như là để góp một chút gì đó để cho bé mèo đi học sau này. Thì Hương Nguyễn mới nói là chị Hạnh Lê có mời Hương Nguyễn lên và có nhờ Hương Nguyễn mời dùm quen một số anh chị em ca sĩ nào đó,
thì mời lên giùm để thứ bảy này sẽ là một cái show là ca hát và giống như là sẽ nói về cái mà giống như người ta gửi cái quà yêu thương cho gia đình anh Tiến á. Thì Hương Nguyễn có nói thẳng với chị Hạnh Lê như thế này, Hương Nguyễn có nói là Hương Nguyễn cái tánh Hương Nguyễn cũng nói thẳng lắm, mít lòng trước đặng lòng sau à. Hương Nguyễn nói là chị ơi, nếu mà chị làm một cái show đó để giúp cho anh Đức Tiến thì thứ nhất là công khai cái số gieo của chị Phương là đi trực tiếp cái tiền vô vợ của anh Đức Tiến, thứ hai là vô cái hoặc là vô cái GoFundMe á, là cái đó là giống như là cái đó Hương Nguyễn không giỏi tiếng Anh nhưng mà cái đó là giống như là đó là người ta quyên góp ở trên mạng á, là giống như là người ta không có cần số phone, người ta không cần số gieo gì hết, người ta muốn cho nhiều người ta cho và nó có công khai trên đó hết, là cái đó là để dành tiền để sau này bé mèo lớn đi học. Vì là cũng có nhiều người hỏi Hương Nguyễn là ủa ở bên Mỹ là nghe nói là học là đâu có tốn tiền đâu mà tại sao phải quyên góp cho bé mèo đi học. Cái điều đó là cũng không có đúng 100%. Ví dụ như là Hương Nguyễn không có học bên Mỹ nhiều nhưng mà chồng của Hương Nguyễn đi học thì Hương Nguyễn biết được là có nghĩa là từ nhỏ cho tới y chang như từ nhỏ mà mình học cho tới lớp 12 luôn á, thì người ta sẽ tới thì người ta sẽ là miễn phí. Nhưng mà khi mà mình học lên bác sĩ hay là tiến sĩ hay là gì đó, giống như chồng Hương Nguyễn là học bên Doctor Pharmacy, thì phải tốn tiền tới mấy trăm ngàn đô lận chứ không có phải là được miễn phí. Có nghĩa miễn phí là từ lớp nhỏ thôi, chứ lên tới mà mình vô ngành, ví dụ mình học ngành bác sĩ hay là nha sĩ hay là ngành những cái mà mình học cao hơn nữa đó, là mình phải tốn tới mấy trăm ngàn đô chứ không phải là học miễn phí hết giống như người ta nghĩ. Giống như người ta cứ đặt câu hỏi là ủa sao mà học miễn phí hết mà sao lại kêu gọi quyên góp. Và cái đó không phải là kêu gọi quyên góp, mà cái đó là những anh chị em và những khán giả yêu thương anh Đức Tiến, người ta khi anh Đức Tiến nằm xuống rồi thì người ta muốn gửi những cái món quà yêu thương đến gia đình nhỏ của anh Đức Tiến thôi, chứ không phải là kêu gọi quyên góp. Nó hai cái đó nó khác nhau. Dạ, hai cái đó nó khác nhau. Chào Linh Nhung, chào cả nhà mình, chào cả nhà mình, chào Kitto, thương Kitto nè, cảm ơn Kitto Nguyễn rất là nhiều. Luôn luôn đi đâu mà mấy anh em gặp Kitto, gặp anh Đức Tiến rồi rất là vui. Chào chào chị Muối nha, chị Muối là tại vì chị Muội chứ sorry chị Muội, tại chị Muội người Hoa cho nên em cứ bà hồi đọc Muối bà hồi đọc Muội hoài à. Chào Đài Kim, chào Đài Kim, chào anh ca sĩ Chế Phong, chào anh, chào cả nhà mình, chào anh Trí Trần, chào chị Liên Lu, chào Hà Nguyễn nha, chào cả nhà mình. Và cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều trong những ngày qua, quan tâm tới Hương Nguyễn rất là nhiều, và cũng có nhiều cuộc gọi và có nhiều cái nhắn tin mà không phải cái nào Hương Nguyễn cũng trả lời hết được, vì là đang trong cái giai đoạn là giống như là anh Đức Tiến vừa nằm xuống rồi, cho đang trong cái giai đoạn phải hoàn thành cho cái show ngày 31 tây tháng 5 này nữa, là giống như là nam ca sĩ Đan Nguyên và công ty Trầm Hương Nguyễn cùng phối hợp tổ chức, và cái show này đã đi đến cái sự hoàn chỉnh 80% rồi, còn những cái việc còn lại, cho nên là và giống như Hương Nguyễn nói đó, là những cái tầng cuối cùng thì người ta mới mua vé nhiều, mà bây giờ thì Hương Nguyễn đang trong cái lúc là cũng rất là giống như là vẫn chưa có ổn định lại cái tinh thần mình nữa, giống như là đôi khi mà mình cũng không biết là mình đang nghĩ gì nữa, giống như là mình không biết cái cảm giác đó, không biết nói sao luôn. Cái cảm giác mình giống như là còn hơn mất đi một cái người thân của mình đó. Vì là Hương Nguyễn qua Mỹ này 10 năm rồi, và khi mới bước qua đây là được anh Tiến dẫn dắt từng chút thì Hương Nguyễn mới có ngày hôm nay ở trên nước Mỹ này. Cho nên là mình cảm thấy bị giống như là còn cái sự hụt hẫng, nên là chắc là cũng sẽ dần dần thì cũng qua. Nhưng mà giống như có nhiều người hỏi là cái show này có cancel hay không, hồi sáng này cũng có mấy người hỏi nữa, thì Hương Nguyễn nhiều lúc cũng bận đâu có trả lời hết được đâu. Nhưng mà cái show này là ngày 31 tây tháng 5, và Hương Nguyễn có nói là từ bây giờ cho tới ngày 31 tây tháng 5 thì lúc nào rảnh thì Hương Nguyễn cũng đều lên cái like để nói đi nói lại cái show này là không có cancel. Cái show này ngày 31 tây tháng 5, Ánh Sao Đêm của Đan Nguyên
và Trầm Hương Nguyễn cộng tác tổ chức vẫn diễn ra, và trong đó là có thêm hai MC là chị Gián Ngọc với lại anh Vũ Quang Vinh sẽ thế vào cái MC chính chương trình thay về là anh Đức Tiến. Và giống như là cũng có nhiều người hỏi là giống như là sao không lấy hình anh Tiến ra thế ngày nãy kia nọ, nhưng mà Hương Nguyễn có giải thích ngày hôm qua rồi. Dạ, có nghĩa là trên backdrop thảm đỏ là Hương Nguyễn vẫn để đầy đủ anh chị em nghệ sĩ trong đây, trong đó có anh Đức Tiến và thêm hình hai MC nữa thôi, chứ không có lấy hình ai ra hết. Vì là anh Đức Tiến là một người rất là vui vẻ, một người rất là năng động, và anh Đức Tiến luôn luôn là bên cạnh Hương Nguyễn, là giống như là hai anh em giống như là một, cho nên là ảnh luôn luôn muốn nhìn thấy cái sự thành công của chồng Hương Nguyễn, cho nên là Hương Nguyễn không có lấy hình của anh ra, vì là nếu mà làm vậy cuộc sống nó bạc lắm, cho nên là Hương Nguyễn và nam ca sĩ Đa Nguyên quyết định là không có làm như vậy. Và khi mà mở màn á, thì cũng sẽ có những cái phút mà giống như là tưởng nhớ đến một người anh của mình mới vừa nằm xuống. Và sau đó thì xuyên suốt chương trình thì mình sẽ cố gắng là bên đạo diễn chương trình sẽ Châm Ngô sẽ sắp xếp chương trình là nó sẽ mang một cái niềm vui trọn vẹn để cho cái người những cái khán giả mà đến tham dự, người ta phải mang cái niềm vui ra về chứ. Giống như là tại vì giống như là cái nào nó ra cái đó, đương nhiên là khi anh Tiến nằm xuống là ai mà thân thuộc và biết thì cũng buồn và cũng chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà cái nào nó ra cái đó thì giống như là cái show thì vẫn phải diễn ra đó, cái show thì vẫn phải diễn ra. Chào chị Châu Trinh, chào chị Châu Trinh. Và bây giờ thì Hương Nguyễn cũng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn, cảm ơn cả nhà mình. Và nếu như mà ai ở xa đến thì Hương Nguyễn sẽ có cái comment cáo phó của anh Tiến ở phía dưới like này mỗi ngày nè, để cả nhà mình tiện theo dõi là mấy giờ là người ta đọc kinh, rồi mấy giờ là người ta cho viếng này kia nọ. Đó là Hương Nguyễn có comment cái cáo phó ở dưới hết để cho cả nhà mình cùng theo dõi nha. Dạ, và cái show ngày 31 tây tháng 5 vẫn diễn ra nha cả nhà mình, vẫn diễn ra nha. Và Hương Nguyễn tin chắc một điều là anh Tiến nhìn thấy cái show thành công, anh Tiến sẽ rất là vui, vì là anh Tiến luôn luôn là một cái người năng động và sống rất là tích cực. Và anh là một cái người mà giống như là chắc là cả trên nước Mỹ này chắc Hương Nguyễn cũng không có tìm được một người anh thứ hai như vậy. Mặc dù là Hương Nguyễn còn rất là nhiều người anh em tốt, nhưng mà để bên cạnh Hương Nguyễn á, giống như là hai người là một á, hợp trong cái tính cách công việc và hợp trong cái tính cách đi chơi luôn, thì nó rất là khó để tìm được một người thứ hai giống như anh Đức Tiến. Cho nên là thời gian tới là Hương Nguyễn cũng rất là khó khăn khi mà mình phải tự làm một mình nhiều thứ, vì là luôn luôn trước giờ là có anh Tiến bên cạnh để hỗ trợ cho Hương Nguyễn rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà sắp tới này là Hương Nguyễn phải tập tự làm một mình rất là nhiều rồi. Rồi cả nhà mình, nếu mà ai mà muốn coi cái show ngày 31 tây tháng 5 thì gọi cho Hương Nguyễn là 714-588-9989, thì Hương Nguyễn sẽ gửi cái app vé qua cho cả nhà mình coi là nơi nào còn, nơi nào chỗ nào còn trống. Thì những chỗ mà Hương Nguyễn gửi là những cái mà Hương Nguyễn gạch màu vàng là vé đã full, còn những cái mà Hương Nguyễn gạch màu trắng là còn vé lẻ trong cái bàn đó nha cả nhà mình. Rồi, và bây giờ Hương Nguyễn bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình ngày mai nha. Ngày mai mình lên nói chuyện tiếp, thì tại vì mai mốt Hương Nguyễn cũng sẽ tập live một mình, giống như là một người em cũng nói là tháng 11 sẽ đi chỗ khác, sẽ đi qua bang khác ở nữa, cho nên là chắc mai mốt sẽ tập lên đây ngồi live mình nói chuyện mình luôn á. Không sao, không nói em qua quay với chị. Phùng Ngọc Huy hả, chị sợ em bận cho nên chị lên một mình, thì chị lên một mình cho nên chị sợ em bận. Giống như là mai mốt là sắp tới là chắc chị tập nói chuyện mình luôn rồi, chị lên mình luôn. Chứ giờ anh Tiến một tuần like với chị hai lần rồi, rồi trong em với Phong thì có người là dự định sẽ đi bang khác ở nữa, thì cho nên chị cũng không biết ai để like với mình, nhưng mà chắc là mai mốt sẽ tập nói chuyện một mình luôn, tập nói chuyện một mình. Tại vì nhiều lúc lên like á, nhiều lúc cũng không phải là để bán vé hay là bán hàng không, mà là mình lên đây mình có những anh chị em thương yêu á, tương tác nhau á, thì cái cuộc sống nó cũng có thêm cái niềm vui. Cho nên là
Nhưng mà có một cái là hai cái Facebook cái nào cũng bị cái hạn chế tương tác á, tại vì bị người ta phá đó, cho nên là khi Hương Nguyễn like là nó không có thông báo, ai vô nhìn mới thấy thôi. Hello Minh Chiến, chào Minh Chiến, chào cả nhà mình. Rồi bây giờ bye bye và hẹn gặp lại nha, bye bye và hẹn gặp lại cả nhà mình, bye bye. Quên nữa, cảm ơn Hằng Ngô nè, cảm ơn ca sĩ MC Hằng Ngô nè, tặng cho chị Hương một 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 đống yến, để một mười mấy hũ yến này để cho Hương Nguyễn uống, giống như là sợ 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 là Hương Nguyễn bệnh á. Cảm ơn em ca sĩ Hằng Ngô rất là nhiều, bye bye và hẹn gặp lại nha, bye bye cả nhà mình.